Vâng, và kính thưa quý vị, những người yêu thích tango từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Buenos Aires để tham dự buổi lễ hội tango. Lễ hội tango Buenos Aires và cuộc thi nhảy tango vô địch thế giới đã bắt đầu với đêm trình diễn của nhóm tango Sexteto Major của Argentina vào hôm thứ Tư vừa qua. Nhóm Sexteto Major được hình thành vào năm 1973 đã khai mạc lễ kỷ niệm hàng năm và cuộc thi nhảy tango trước một đám đông với những người đam mê tango và các nghệ sĩ. Hơn 2.000 nghệ sĩ, nhạc sĩ và vũ công được dự kiến sẽ về tham gia vào các lễ hội kéo dài cho đến ngày 27 tháng 8. Vũ công tango Viviana Gallo nói rằng lễ hội này đánh thức những giấc mơ. Có rất nhiều người đến để thi tài và mơ ước sẽ được vào chung kết. Còn những million euros, có nghĩa là những người đam mê nhảy tango như bà, thì họ nhảy gần như hàng ngày và họ cảm thấy càng được nhảy nhiều càng tốt. Công chúng cũng được mời tham gia các lớp học tango, các buổi trình diễn, các buổi hòa nhạc, các hội nghị, hội chợ, tất cả đều miễn phí. Lễ hội năm nay trùng với cuộc thi nhảy tango toàn cầu với khoảng 500 cặp đôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Cặp đôi chiến thắng trong cuộc thi tango kỹ thuật và truyền thống sẽ đăng quang vào ngày 26 tháng 8 tới đây. Những người chiến thắng trong cuộc thi tango trên sân khấu sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 8 là ngày để kết thúc lễ hội.